Hello, mến chào anh chú bác đang theo dõi kênh mua bán đồ nghề bãi nha. Và hôm nay em tiếp tục lên clip số 16 bao gồm một số đồ nghề dụng cụ. Anh em theo dõi video thấy món hàng nào ưng ý phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, anh em ủng hộ em nha. Mã số và giá cả công khai của sản phẩm đây ạ, em ca dán bên trên ha. Anh em mình xem video là mình thấy ngay được giá của sản phẩm luôn ạ. Còn về chi tiết của nó như thế nào thì anh em mình dành một ít thời gian mình xem thật kỹ trong phần giới thiệu ở trong video giùm em ha. Thì em sẽ quay các cái góc cạnh của sản phẩm, em đo kích thước thực tế của nó và em sẽ giới thiệu đến anh em tính năng, công năng cơ bản của sản phẩm đó. Anh em thấy phù hợp thì anh em ủng hộ nha. Về hình thức chốt hàng bên em thì anh em mình vui lòng mình liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại của em ha, 0896996883. Và khi chốt hàng anh em báo giùm em mã số của sản phẩm cộng mã số của clip giúp em. Ví dụ clip hôm nay là 16, anh em mình chốt mã số 1, mình báo giùm em là mã số 1 clip số 16. Hoặc là anh em mình chốt mã số 2, mình báo giùm em là mã số 2 clip số 16 ha. Và tương tự cho tất cả các sản phẩm còn lại có trong video nha anh em. Bản thông tin em sẽ để trong khung hình của video. Đấy, anh em mình xem qua điện thoại hoặc qua tivi mình đều thấy cái số điện thoại của em ha, trong xuyên suốt quá trình mình xem video luôn ạ. Và em vào chi tiết của sản phẩm ngày hôm nay luôn. Đầu tiên em giới thiệu anh em một cây búa Mỹ đây nè, một cây búa Mỹ của nhà Blum, hàng quân đội ha. Đây. Đây, hình thức cũng khá là ok luôn anh em. Anh em nào mình đang sưu tầm những cái dòng búa rìu của nhà Blum đây ha, anh em thấy xem thử cây này ha, có phù hợp với cái bộ sưu tập của mình hoặc là nhu cầu của mình không, anh em ủng hộ nha. Đây, em thấy nó cũng còn khá là đẹp nha nè. Chiều dài của búa em đo được là 38,5 cm ạ. Chất liệu cán bằng gỗ nè, em thấy phần cán cũng còn nguyên vẹn anh em nha. Đây, đầu búa đây nè, chốt đóng đây ha, rất là chắc chắn luôn ạ. Mặt búa đây ạ, và cái đầu bi nó đây anh em. Ok ha, búa khá là đẹp luôn. Em sẽ cân trọng lượng của nó. Em cân được là 900g anh em nha. Đấy, size cũng khá là lớn luôn ạ. 9 lạng nha anh em nha. Đó. Anh em mình mua về sử dụng hoặc là sưu tầm đều ok nha. Anh em chốt hàng báo giùm em mã số 1. Clip số 16 giá là 750.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 2, em giới thiệu anh em là một cây cuốc xẻng đa năng anh em. Một cây cuốc xẻng đa năng ha. Đấy. Cây này là hàng của Nhật anh em nha. Đây. Ở đây có cái tem bạc của sản phẩm này, còn dán trên cái phần cán gỗ này ha. Đây có cái mã vạch luôn đây này. Đấy. Hàng nội địa Nhật nên đa số các cái thông tin là chữ Nhật nha anh em nha. Đây. Hình thức cũng còn nguyên vẹn nha anh em. Đây là khi nó đang gấp lại anh em nha. Thì lúc này kích thước của nó khá là gọn luôn ạ. Chiều dài của nó cũng như là chiều dài của phần cán anh em ha, lúc gấp gọn lại thì nó khoảng 52 cm nha anh em. Phần cán bằng gỗ này nè. Đây. Cái sơn là sơn zin của sản phẩm nha. Có cái màu xanh, có màu xanh lá cây đậm nha nè. Đấy. Kết nối với cái phần chốt ở đây nè, rất là chắc chắn luôn anh em nha, không có bị rơ lắc gì nha. Một số cái vị trí nó bị chày sơn thôi chứ không có vấn đề gì nè. Đấy, cái cán nó còn ok luôn ạ. Rồi, phần lưỡi đây nè. Đây, trên này có cái ký hiệu của nó này, NRS ha. Đối với cái phần lưỡi này em sẽ đo kích thước của nó nha. Chiều này em đo được là 21,5 cm ạ. Bề rộng em đo được là
15,5 cm ạ. Em thấy khá là dày dặn luôn anh em nha. Đây. Rồi. Các cái phần chốt của nó này cũng rất là dày dặn luôn anh em. Đấy. Không có dấu hiệu nứt bể gì nha. Rồi, cây này là cây cuốc xẻng đa năng. Ví dụ anh em sử dụng như một cây xẻng nè, thì anh em mình chỉ cần khóa cây chốt này này, mình duỗi thẳng nó ra ha, và mình vặn cái khóa chốt này đến khi nào anh em thấy cái phần này, đây cái phần ngay chỗ cái nó có một cái đai này anh em, đây nó có một cái đai bằng sắt vậy ha, đó, đấy nó thẳng nó siết chặt vào nhau như thế này, đấy, thì lúc này cái xẻng của mình rất là cứng cáp luôn rồi nè, đó, đấy lúc này thì anh em mình sử dụng như một cây xẻng để mình xúc ha, mình xúc mình đào gì đó, và khi anh em mình sử dụng nó là một cây cuốc thì anh em chỉ còn mình mở ra lại nha. Rồi, mình gặp cái phần lưỡi này, nó vuông góc với cái phần cán ấy nè. Rồi, anh em mình thao tác siết chặt lại. Các cái ren ốc này còn rất là ok luôn. Đấy. Nên là anh em mình siết vặn rất là nhẹ nhàng nha. Rồi. Đó. Lúc này mình sử dụng như một cây cuốc để mình đào anh em. Rất là chắc chắn luôn anh em nha. Khá là đa năng luôn anh em ha. Rồi, khi anh em mình không sử dụng đến, mình gấp gọn lại nè. Lúc này kích thước nó sẽ gọn gàng lại. Đó. Để cho anh em mình cất giữ ha. Khá là tiện lợi luôn nha nè. Một cây cuốc xẻng đa năng. Hàng của Nhật anh em ha. Mã số 2 trong clip số 16. Giá của nó là 450.000. Đấy, anh em xem phù hợp với nhu cầu làm vườn hoặc là đi rừng của mình, anh em ủng hộ ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 3. Mã số 3 trong clip hôm nay em giới thiệu anh em là một tay hít kính đó nè, một tay hít kính ha. Này. Hàng của hãng Tokin gì đây nè, Tokyo ha, Made in Japan, đấy, chuẩn hàng sản xuất ở Nhật anh em, khá là chất lượng luôn, anh em cầm lên tay á, anh em sẽ cảm thấy nó có một cái độ đầm tay nha, nặng tay anh em, và rất là đầm luôn ha, các cái chi tiết là còn nguyên vẹn luôn anh em, đây, này là cái phần mặt hít kính này, đó, rất là láng mịn luôn anh em nha. Anh em xem kỹ giúp em. Đây là những cái vết trầy, những cái vết mà xước thôi, nó không có cái ảnh hưởng vấn đề gì hết đó nè. Đây, anh em mình xem kỹ này. Không có nứt hoặc là mẻ gì hết đó nè. Đấy. Đảm bảo cái độ kính ha. Khi mà anh em mình hít trên kính nó giữ chắc nha anh em. Rồi, đây là cái chốt gài ha. Đây. Khi anh em mình gài xuống thì nó sẽ hít lên đây nè, hít lên như thế này. Quan trọng cái phần viền này nè. Đây. Ok ha. Còn những phần xước này nhiều khi cái hiệu ứng ánh sáng đèn này nó rọi xuống á, anh em nhìn thấy như vậy thôi chứ nó láng mịn nó không ảnh hưởng gì hết nha. Đây, nó có cái hướng dẫn đây. Bạn lên bạn xuống anh em mình tham khảo thêm nha. Này là cái tay cầm trợ lực này nè, đấy. Rất là chắc chắn luôn ha. Em sẽ đo kích thước sơ bộ của này anh em nha. Cái đường kính của cái mặt này này em đo được là 17,5 cm ạ. Về phần đường kính, về chiều cao, chiều cao thì khi mà em bẻ cái chốt này xuống cho dễ tính anh em nha. Đây. Thì lúc này chiều cao nó khoảng là 9-10 cm đó nè. Ở đây em sẽ tìm một cái nào đó để em test cho anh em mình xem luôn ha. Cái này thì khá là nhỏ so với cái bề mặt của nó nè. Anh em mình nán một ít thời gian đợi em một tí ha.
Đây anh em ơi, em có một cái vỏ hộp bấm thôi, nó cũng khá là nhẵn trên bề mặt nên em có thể hít được này. Anh em thấy ha, rất là chắc chắn luôn. Đó, đấy. Đảm bảo cho anh em là hoạt động ok ha. Và khi em mở lên đây nè, hoạt động ok, ngon lành luôn anh em. Anh em chốt hàng báo giùm em mã số 3, clip số 16 nha anh em nha. Giá của nó là 350.000 ạ. Một tay hít kính ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 4 anh em. Mã số 4 trong video giới thiệu anh em là một cây thước cuộn anh em. Một cây thước cuộn của Nhật nha. Cây này là 50m ạ. Này. Cái dây của nó là bằng thép nha anh em. Dây bằng thép ha. Khá là chất lượng luôn, rất là bền cho anh em mình sử dụng ha. Và trong quá trình sử dụng của mình nó không bị giãn nha anh em, không bị giãn. Đấy, rất là bền luôn ạ. Hình thức ha. Ở ngoài thì nó có cái khung anh em, khung bằng nhựa nha. Đây. Cái khung màu đen này là bằng nhựa nha anh em. Em thấy khá là chắc chắn luôn, cái chất nhựa của nó cao cấp lắm anh em. Em chưa có thấy cái dấu hiệu nứt hạt bể gì hết đâu. Này, anh em thấy ha, anh em xem qua sơ bộ giúp em nè. Có móng trầy thì có nha. Nhưng trường hợp bể hoặc là nứt thì em chưa thấy ạ. Đây, em quay kỹ một tí ha, trên video để cho anh em mình quan sát và mình chọn được cái sản phẩm ưng ý nha. Rồi, thước 50m. Kích thước của nó nè. Chiều dài em đo được là 30cm nha nè. 30cm và chiều dài ha. Bề ngang thì em đo được khoảng tầm 20cm ạ. Phần dây đây nè. Đây em đang khóa lại rồi. Đây, em mở khóa ra ha. Đây nè, rất là đơn giản thôi, khóa lại thì này mình nhắm lại như thế này. Rồi, mình mở ra thì quay để quay thôi. Đó. Này. Một mặt số anh em nha, một mặt số ạ. Ở phần đầu nó có cái đoạn dư dây anh em, nó có một đoạn dư dây. Tí cho anh em mình lấy ha. Và mình bắt đầu số 0 ở đây nha anh em. Đây. Rồi bắt đầu số 0 ở đây là anh em ơi, bắt đầu số 0 ở đây. Đây, nó có một cái đoạn dư dây là cái đoạn màu đỏ nè. Đó. Để cho anh em mình trừ hao đó nè. Rồi. Đấy, các con số rất là rõ luôn ha. Đấy. Chuẩn hàng nội địa Nhật luôn em. Có cái logo đây luôn ạ. Các con số rất là rõ anh em ha. Đây, Made in Japan ha. Đấy, em thấy số khá là rõ ràng luôn. Đây, em sẽ mở một cái đoạn dài nha. Để anh em mình tham khảo. Đây, trong vị trí là 1m này, ví dụ như 1m40 này, 1m50 này, đó. Nó sẽ có cái dấu đỏ này, nó sẽ có cái chữ đỏ này. Cho anh em mình dễ ha. 1m60, 1m90, như khi anh em mình lên 2m này. 2m ở đây ha. Rồi 2m1 này, 2m2 này, đó. Rất là rõ ràng để anh em mình sử dụng luôn. Khá là tiện anh em ha. Rồi, khi anh em mình quay vô này. Nên mình cầm chiều này nha. Này. Rất là nhẹ nhàng luôn anh em. Đó. Cái chỗ của nó đây ha. Rồi, anh em mình khóa lại. Một cuộn dây thép khá là ok luôn anh em. Dài ha, 50m. Rồi, anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ nha. Mã số 4. Clip số 16 giá 400.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 5. Mã số 5 trong clip này giới thiệu anh em một cây vít anh em, một cây vít dạng vít đóng ha, của nhà KTC ạ. À. Hàng của Nhật anh em nha, Japan. Đây, đầu đóng của nó đây. Đây. Cây này là vít 3K BH3 nha anh em.
Mấy cái dòng cao cấp nha, cực kỳ cứng cáp luôn. Đây trên trên thân này nè, có mạ chrome này, khá là cứng cáp luôn nha. Cái này chiều dài của nó em đo được là 27cm ạ. Cấu tạo phần cán của nó là bằng nhựa này nè. Đây bên trong có lò xo này, anh em thấy ha. Đấy, cán nhựa màu đỏ, khá là sạch luôn. Anh em thấy này, không có dấu hiệu nứt bể nha, rất là chắc chắn luôn ạ. Rồi, phần mũi vít đây nè, rất là dày dặn và chắc chắn ha. Các cái cạnh của nó này, này là nó cái đầu mũi anh em, nó tiếp xúc với cái đầu vít nhiều á, nó bị tróc cái nước sơn màu đen thôi. Chứ anh sẽ em xem các cái cạnh của nó này còn rất là ok nha. Đấy, các cái cạnh khá là sắc luôn, rất là cứng cáp luôn nha này. Anh em mình sờ vào các cạnh mũi vít ha, hoặc là sờ vào cái sản phẩm thực tế, anh em sẽ thấy cái độ cứng cáp của nó này. Vít này là ba ke BH3 này, dạng vít đóng nha, cái đầu đóng này. Đấy, còn hoạt động ok luôn ạ. Đây, KTC ha, rất là chất lượng luôn. Đấy, anh em mình thấy phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, anh em ủng hộ ha. Mã số 5, clip số 16, giá 150.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo, mã số 6 ạ. Mã số 6 trong video giới thiệu anh em là một cây vít của nhà vệ sale anh em, một cây vít điện ha, dạng thiết kế dạng hồ lô cây phần cán anh em. Cây vít dẹp khá là dài luôn. Cây này là của hãng vệ sale này, hàng của Nhật made in Japan anh em. Đây, mã code của sản phẩm đây, cũng như là nó có cái thương hiệu của nó in nổi luôn này anh em. Đây, hình thức khá là mới luôn anh em, hàng dùng lướt hoặc có thể là chưa qua sử dụng luôn anh em. Em thấy còn khá là mới nha. Chiều dài của nó là 30cm ạ, 3 tấc, khá là dài nha. Rồi phần cán hồ lô này là bằng nhựa này, ở hai cái phần màu cam này là cao su này, thiết kế các cái vân caro này. Đấy, cầm vào rất là bám tay luôn này, nó chống trượt nha. Hình thức còn nguyên vẹn, rất là đẹp luôn này. Cái phần mũi vít đây này, ok ha. Và mũi vít có từ tính luôn anh em nha. Đấy, một cây vít dẹp khá là dài luôn, 3 tấc của nhà vệ sale anh em. Mã số 6, clip số 16 ạ, giá của nó là 100.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 7 trong clip hôm nay giới thiệu anh em là một cây kìm mở ốc chế anh em, của hãng Engineer ha. Đây, một hàng của Nhật anh em, made in Japan. Đây, một cây kìm mở ốc chế ha, size của nó là size vừa anh em, size vừa nha. Kích thước nó khoảng em đo được này 16cm ạ. Hình thức còn khá là mới đẹp luôn anh em nha. Đó, phần cán anh em, phần cán nó là bằng cao su nha, khá là mềm luôn. Đây, cũng còn nguyên vẹn anh em nha. Đây, ở đây có cái lò xo trợ lực này. Đây, anh em ở đây nhúng ra nhúng vô rất là dễ dàng ha. Đó, anh em thấy khá là mới luôn ha. Răng lợi của nó đây nè, rất là sắc luôn. Cái lô hàng đợt này em về là hàng em nghĩ là chưa qua sử dụng đâu nè, em thấy tình trạng là còn khá là mới luôn. Này, các cái chữ trên bề mặt cũng như là logo của nó này nè, nguyên vẹn luôn nha. Này, hoạt động nhẹ nhàng, cầm rất là êm tay luôn ha.
đây có thêm cái phần lưỡi cắt phụ nhỏ nhỏ ở đây anh em, có thể dùng để cắt dây điện được luôn ha. Đó. Một cây kìm mở ốc chết anh em. Mã số 7, clip số 16, giá là 150.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 8, trong clip em giới thiệu anh em một cây thước kê góc ha. Một cây thước kê góc anh em. Cây này là anh em kê góc 45 độ này, 45 độ ha. Hoặc là 135 độ ở hai cái cạnh này anh em. Đấy. Nó có cái dạng như hình bình hành nha anh em. Cây này là của hãng Sinhwa. Này, Sinhwa hàng của Nhật ha. Một cái hãng khá là nổi tiếng về các cái dòng thước hoặc là những cái dụng cụ đo lường của Nhật anh em. Đấy. Khá là dày dặn và cứng cáp luôn anh em nha. Đây. Khi mà đặt trên bề mặt anh em, đây. Rất là vững vàng luôn ạ. Các cái cạnh nè anh em xem giúp em ha. Khá là sắc luôn. Cho anh em cái độ chuẩn xác hay là mình kê góc ha, không cong vênh gì hết anh em nha. Ở đây là các cái họa tiết khắc chìm này, em thấy khá là đẹp luôn ha. Rồng phụng này nè, sorry anh em, quy phụng chứ, này này là con rùa này, này là con phượng hoàng, con phụng anh em đó, khá là đẹp luôn ha. Cũng là một trong những cái họa tiết điển hình của dòng Sinhwa này nè. Đó. Về kích thước của nó, em đo được về cái chiều dài ha, thì nó khoảng là 17cm nha nè. Về chiều cao thì em đo được khoảng là 6,2 anh em, 6,2cm ha. Đây, rất là dày dặn luôn. Một cây thước kê góc anh em. Mã số 8, clip số 16, giá là 150.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 9. Mã số 9 trong clip này là một cặp anh em, một cặp khóa dạng đuôi chuột anh em của nhà Super ha. Super, một cái khóa dạng đuôi chuột anh em. Với hai cái đầu khóa tự động ha, hai cái đầu khóa vòng tự động. Hàng của Nhật anh em nha, made in Japan ha. Đấy, Japan. Chuẩn hàng của Nhật anh em. Em giới thiệu anh em cây nhỏ trước ha. Nó sẽ có một cây nhỏ và một cây lớn. Cây nhỏ nó sẽ có hai đầu số 10 và 13. Cây lớn nó sẽ có là 14 và 15. Như vậy hai cây này anh em sẽ có 4 cái số vòng tự động là 10, 13, 14 và 15 nha nè. Chiều dài á, em đo được là cây nhỏ 23cm. Cây lớn khoảng tầm 26,5cm ạ. Đây, hình thức em quay từng cây chi tiết cho anh em mình xem nha. Nguyên vẹn nha nè. Đấy, anh em xem các cái răng này còn rất là ok luôn nha. Đấy. Hoạt động ok nha anh em. Cây 14 và 15. Ok anh em nha. Đó, đảm bảo cho anh em là các vòng còn hoạt động tốt ha, không bị tua, không bị nứt nha anh em nha. Một bộ hai cây khóa đuôi chuột của nhà Super, hàng của Nhật ha, hàng chuẩn của Nhật ạ. Mã số 9, clip số 16, giá là 350.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 10, em giới thiệu anh em là
một cây khóa nè, một cây khóa của nhà Roto nè, nhà Roto ha, made in USA, hàng của Mỹ ạ. Một cây khóa vòng tự động anh em nha. Hình thức cũng còn khá là ok này. Và cây này là hệ in nha anh em. Một đầu là 3/4 và một đầu là 7/8 anh em. Đó, anh em nào mình đang sử dụng hệ in nè, hoặc là mình đang sưu tầm cái dòng Roto này ha, mình xem giúp em mình thấy ưng ý phù hợp với cái sản phẩm này, anh em ủng hộ em nha. Đấy, anh em có thể bổ sung vào bộ sưu tập của mình nha. Hoạt động ngon lành nha anh em. Đây, mình đảo chiều bằng cách anh em mình lật bề lại giúp em ha. Đấy, hoạt động rất là ok luôn ạ. Chiều dài của cây này em đo được là 23.5 cm ạ. Hình thức nguyên vẹn anh em, anh em để ý này, không có dấu hiệu nứt hoặc là tuôn gì anh em nha. Còn nếu anh em mình muốn quy đổi ra hệ mm thì ở đây nó có cái bảng quy đổi này nè. 3/4 thì tương ứng với cái đầu số là 19 nha anh em. 19.05 mm là 19 ha, 19 mm. 7/8 anh em. 7/8 là 22 anh em, 22.225 đây. Đây ha. Đó, từ hệ in anh em mình quy đổi ra hệ mm rất là dễ dàng luôn. Đó, nếu mà anh em có cái bảng quy đổi này ha. Ok, khóa của Roto anh em. Mã số 10. Clip số 16, giá của nó là 200.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 11 trong clip em giới thiệu anh em là một cây mở con anh em, một cây mở con của nhà Super ạ. Hình thức cũng còn khá là ok ha. Chủng hàng của Nhật anh em nha, Trebe nè. Đấy, hình thức cũng khá là ok luôn anh em, mới xi ha. Sáng bóng, có một số cái vị trí này nó dễ bị cóng này nè, nó chày xi thôi chứ không có cái vấn đề gì hết anh em nha. Không có bị nứt, không có bị mẻ gì hết anh em. Anh em yên tâm về chất lượng nha. Cái này thì em đo chiều dài của nó nè, em đo chiều dài của nó được là 28.5 cm ạ. Và cái độ mở của nó đang ở cái vị trí lớn nhất ha. Em đo được là khoảng 7 cm nha nè. Về hoạt động của nó đây. Đây, cái vị trí này nó bị chốc xi thôi nè. Đây, chứ là còn ok hết ha. Nó bị chốc xi thôi, không đáng kể gì lắm đâu anh em. Đây, giữ rất là chắc luôn nè. Rất là ok luôn ha. Hoạt động ngon nè. Một cây mở. Ở đây nó có cái thông số này nè, từ phi 35 đến phi 105 nè anh em ha. Đó, thì em trong ngành mình rảnh hơn em ha, thì em chỉ thấy cái thông số trên này nó ghi như vậy, và em test thì em thấy nó giữ khá là chắc, khá là ok luôn ha. Đấy, anh em mình xem thấy phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, anh em ủng hộ em nha. Mã số 11, clip số 16, giá là 250.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 12 trong clip này giới thiệu anh em một cái tay, một cái tay vặn anh em, một tay vặn tự động của nhà Snap-on ha. Đây, Snap-on USA anh em. Đấy, hàng của Mỹ ha. Cái này thì ngoại hình nó không đẹp một tí anh em ơi. Ngoại hình nó có cái phần không đẹp ha. Cái phần ở sau này này nó không được đẹp lắm. Tuy nhiên hoạt động của nó thì ok này. Đấy, những cái phần còn lại nó hoạt động khá là ok luôn. Đây, tính năng tự động nó rất là tốt luôn, đảo chiều ha. Và đầu tiếp nối khẩu của nó là đầu 3/8 nha anh em. Bi khóa khẩu này.
anh em thấy đây đó. Nhún nhảy rất là tốt ha, đảm bảo cho anh em khóa giữ khẩu tốt, không bị rơi rớt trong quán cho nên anh em sử dụng nha. Về phần ngoại hình của nó thì không được bắt mắt một tí, tuy nhiên hoạt động thì ok nha nè. Cây này nó sẽ phù hợp với anh em nào mình mua về sử dụng nha. Chiều dài của nó em đo được là 19cm ạ. Anh em xem lại một lần nữa ha. Đấy, tình trạng là còn khá là ok luôn, để anh em mình mua về sử dụng nha. Đấy, khá là mịn luôn nè, anh em nghe tiếng kêu của nó nè. Đó, ok nha. Mã số 12 trong clip số 16 này, giá của nó là 300.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 13. Đây, một cây mỏ led mini nè, một cây mỏ led mini của nhà Snap-on ha. Đây, cây này là hàng của Tây Ban Nha anh em nha, được sản xuất tại Tây Ban Nha, khá là nhỏ gọn luôn. Đây, made in Japan này. Đó, hình thức khá là đẹp luôn anh em, nhỏ gọn anh em ha. Ở này có cái phần bao tay, có cái phần bao tay cao su này, thì trên cái phần này em thấy cũng có những cái dính cái gì đây nè, dính cái gì nó hơi đen đây ha, anh em mình về mình vệ sinh thêm giúp em nha. Kích thước của nó em bao chỉ được là 15,5cm đây nè, size nhỏ ha, 15,5cm ạ. Nước xi mạ trên này này, này khá là sáng bóng luôn nha. Rồi, trên má của nó là có cái vạch chia luôn nè nè. Này, này là hệ mm ha, và này là hệ in ạ. Đấy, một bên là hệ mm, một bên là hệ in. Phần răng anh em, phần răng của này là mỏ led có dạng răng nha. Đây, nó cũng có cái phần hơi dặn tí anh em nha. Đây, độ mở hàm em thấy cũng khá là lớn luôn này, khoảng tầm 22 ly á ha. Đây, 22 ly nha em. Nếu anh em không có thước đo thì mình có thể căn cứ vào cái vạch đo mm cho này nè. Này, 20 ha, tới khoảng này tầm 22. Đấy, chính xác luôn anh em nha. Phần răng của nó có phần hơi dập anh em nha. Tuy nhiên, hoạt động thì rất là nhẹ nhàng luôn nè. Rồi, một cây mỏ led mini ha. Anh em mình mua về sử dụng hoặc là sưu tầm đều ok nè. Mã số 13, clip số 16 giá là 500.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 14. Mã số 14 giới thiệu anh em một cái bộ cờ lê miệng anh em. Một bộ cờ lê miệng ha, của nhà, đây là Betun anh em, một thương hiệu nội địa Nhật nha. Đây, nó sẽ ký hiệu bằng chữ Nhật. Trong này nè, thông tin nó trong này, tí nữa em sẽ mở ra và em quay kỹ càng hơn cho anh em mình xem. Ở đây em sẽ giới thiệu các cái số trong cái bộ này, các cái số khóa trong cái bộ này để anh em mình theo dõi, tiện theo dõi ha. Nó sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cây anh em nha, bao gồm 6 cây, mỗi cây 2 đầu số. Số nhỏ nhất là 6, 7, 8, 10, 11, 13, 12, 14, 17, 19, 22, 24. Đó, những cái số khá là cơ bản cho anh em mình sử dụng luôn ha. Rồi, nó còn luôn cái khay nè, còn luôn cái khay này, khay chứa cho anh em luôn. Đó, để anh em mình đựng nó rất là tiện trong quá trình mình mang đi này, hoặc là mình cất giữ này. Mình còn kiểm soát được cái số lượng nó ha, không bị thất lạc hoặc là rơi mất nha nè. Rồi, cây nhỏ nhất á, em đo được chiều dài của nó là 10cm. Cây lớn nhất á, em đo được là khoảng 21,5cm nha nè. Và chiều dài của nó sẽ lớn dần theo các số từ nhỏ cho đến lớn nha. Như anh em thấy đây ha. Rồi, em mở ra chi tiết bên trong cho anh em mình xem này.
Này. Này, các con số của nó đấy ha. Hãng Bếp Tool này. Đây. Chuẩn hàng nội địa Nhật nha. Này, chuẩn cái logo zip của nó đúng không anh em? Các số này hoàn toàn trùng khớp với các con số ở trên này anh em nha. Đây, anh em có thể so sánh lại một lần nữa nha. Rồi. Về tình trạng của nó thì em thấy cái bộ này còn khá là ok đấy anh em, khá là ok ha. Cái nước xi của nó thì cũng có một số cái vị trí nó bị bong xi. Đây. Nó có một số vị trí nó bị bong xi anh em. Nhưng mà không đáng kể gì lắm đâu ha. Cái chất thép của nó thì cực kỳ cứng cáp rồi, để anh em mình sử dụng mà. Đây, một số vị trí nó bị bong xi. Em quay rõ cho anh em mình xem này. Made in Japan này nè. Đấy, Japan ha. Đấy, chuẩn hàng của Nhật. Tất cả các cây đều chuẩn hết đây nè. Không bị lai tạo một cây nào từ một cái hãng nào khác hết ha. Đồng bộ của nó anh em mình yên tâm nha. Rồi, phần miệng đây nè. Phần miệng trong đây ha. Phần miệng đâu còn lại đây nè. Đấy. Khá là ok. Rồi. Một bộ 6 cây như vậy anh em nha. Nói chung là tình trạng của nó ở mức tương đối nè. Một số vị trí thì nó bị bong xi ha. Một số vị trí nó bị bong cái lớp xi ở ngoài ra. Không đáng kể gì lắm đâu. Còn hoạt động ok. Nguyên vẹn. Có luôn cái khay chứa đựng cho anh em luôn ha. Mã số 14, clip số 16 ạ. Giá của nó là 450.000 cho một bộ 6 cây nè anh em nha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 15. Em giới thiệu anh em mình là một cây cảo nè. Một cây cảo của nhà Swiss gì đây ha. Đây là một cái hãng của Ý anh em nha. Đây. Chất liệu của cái cảo này là cái thân của nó nè, cái thân này được sơn cái màu cam này nè, anh em, màu đỏ cam này nè. Đây, made in Italy này nè, nếu anh em mình quan sát kỹ mình sẽ thấy ha. Made in Italy. Đó. Cái dòng này khá là nổi tiếng rồi, anh em chỉ cần tìm thông tin trên mạng cái hãng Swiss này thôi thì anh em thấy nó sẽ biết, anh em sẽ biết được nó được sản xuất tại Ý liền ha. Đấy. Cái phần này là hợp kim nhôm. Và các cái chi tiết còn lại là bằng thép nha nè. Để đảm bảo cái độ cứng cáp của cảo ha. Rồi, em đo kích thước sơ bộ của cây này. Bề này này, em đo được khoảng là 21cm đó nè. Lúc mà em đưa cái vị trí, cái phần kẹp bàn này, nó vào thấp nhất nha. Rồi, cái bề này em đo được khoảng là 14.5cm nha nè. Hình thức này còn khá là mới đẹp luôn anh em nha. Vị trí này nó bị chóc cái nước sơn thôi. Đấy, chứ không phải là mẻ nứt gì anh em nha. Đây, chóc sơn thôi. Hàng này nó va chạm với hàng kia đó nè. Rồi, ở đây cho anh em mình kẹp bàn này. Đây, các cái ren ốc nó còn ok luôn nha. Đấy, anh em bạn ra bạn vô rất là nhẹ nhàng luôn. Cái bề mặt mà anh em có thể kẹp vào á, lớn nhất là khoảng là 6cm nha anh em. Quay ra vô rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi. Đối với cảo này nó sẽ có hai bên hàm anh em, nó sẽ có hai cái hàm nha. Một hàm dưới và hàm trên nha anh em. Khi mà em mở ra nè. Và em mở đến cái vị trí an toàn của nó thôi nha, là vị trí này. Thì lúc này cái hàm dưới em đo được là khoảng 5.5cm và hàm trên em đo được là 9.2cm nha nè. Hàm này thì nó có cái bọc cao su này nè. Đấy, hình thức còn nguyên vẹn anh em, đảm bảo anh em là không có nứt bể gì ha.
Khít xác luôn anh em nha. Rồi. Cái này vì chất liệu nó là hợp kim nhôm nên cầm khá là nhẹ tay luôn anh em. Cho nên mình kẹp bàn mình thao tác mình sử dụng ha. Mã số 15, clip số 16 giá là 500.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 16. Trong clip này em giới thiệu anh em là một cây lấy dấu anh em. Một cây lấy dấu của nhà Roto ha. Cái size nhỏ anh em nha. Đây. Đây, hãng Roto anh em. Professional ha. Đây. USA. Đấy, chuẩn hàng của Mỹ. Đây, cái size của nó đây nè, 1/4 nhân với 3/32. Đó. Kích thước khá là nhỏ gọn luôn anh em nha. Mũi của nó này. Đấy. Em thấy tình trạng của nó là còn khá là mới luôn anh em. Có thể là hàng dùng nước hoặc là hàng chưa qua sử dụng nha. Cái nước gam đen của nó này là còn nguyên luôn anh em nha. Đấy, cái nước gam đen trên cái bề mặt của nó ha, kháng gỉ kháng sét gì đó nè. Đó. Rồi, cái phần đầu đóng của nó đây. Rồi, cái phần mũi nhọn nó đây ha. Cái này khá là nhỏ gọn luôn nè. Chiều dài của nó em đo được khoảng là 9,8 cm thôi ạ. Một cây lấy dấu của Mỹ ha. Size khá là nhỏ luôn. Anh em nào mình đang còn cái size nhỏ này mình ủng hộ em nha. Mã số 16 ạ. Clip số 16. Giá là 100.000 cho một cây lấy dấu này nha anh em. Hàng của Mỹ nên chất thép của nó khá là cứng cáp luôn. Anh em mình yên tâm về cái chất lượng nha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 17. Tạm thời em di chuyển mã thông tin qua phía bên này nha anh em. Đây ha. Mã số 17 trong clip này giới thiệu anh em một cây mỏ lết răng của nhà Trimo anh em. Trimo. Đây. Chất liệu bằng thép ha, khá là đẹp luôn anh em. Đây, USA. Cây này anh em nào mình thích sưu tầm những cây mỏ lết răng cổ của Mỹ này, đấy anh em mình có thể tham khảo qua cây này, em thấy tình trạng của nó còn khá là đẹp luôn anh em nha. Cây này là size 18 in ạ. Chất liệu bằng thép nên là khá là nặng luôn này, cầm tay lên tay khá là nặng nha. Đấy, anh em thấy ha, các cái góc cạnh của nó đều rất là đẹp luôn. Trimo có cái dòng gì đây anh em. Em thấy là các cái giống như ngày tháng này, 6-20-16 gì đây ha. Này, đây này là Trimo 18 anh em. Đó, nó có các cái ký hiệu như vậy nha. Thì có thể là nó theo từng đời anh em. Thì cái này anh em mình sưu tầm thì mình rõ hơn em ha. Tuy nhiên em thấy cây này rất là đẹp nè. Em sẽ quay cho anh em xem cái phần răng miệng của nó nha. Đây, theo hệ mm của mình thì 41 cm nè. Rồi, các cái chi tiết là nguyên vẹn anh em, không có nứt bể gì nha. Đây, con lăng anh em. Rất là bám tay luôn, bạn ok nha. Đây, phần răng nó đây nè. Bên trong là bụi thôi nha. Cái này anh em mình về mình vệ sinh thêm thôi. Đấy, anh em thấy cái răng cổ rất là đẹp luôn. Mà các cái khe này nó có bụi thôi. Này anh em mình về mình vệ sinh thêm nha. Rồi. Đây. Cái hàm trên cũng tương tự đây nè. Hàm trên thì ở cái hàm bên trong đây nè. Đây anh em thấy rõ hơn tí này. Đó. Nó cóng nhẹ thôi, không đáng kể gì lắm đâu ha. Đấy. Lúc này mở hàm á, em sẽ đo được này. Khoảng là 7 cm nha nè. Đây, Trimo ha.
phần lưỡi gà này, hoạt động khá là ok luôn nha, nhịp nhàng luôn. Cây này khá là nặng, em sẽ con cái trọng lượng của nó cho anh em nào mình đang quan tâm mình theo dõi luôn ha. Hai ký rưỡi nha nè, 2,5 kg nha, là tổng trọng lượng của nó nha nè. Mã số 17 ạ. Clip số 16 nha nè, giá là 550.000. Cái này anh em mình mua về sử dụng hẳn là sưu tầm được ok nha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 18. Giới thiệu anh em là một cây kìm anh em, một cây kìm ha, của nhà Snap-on ạ. Tình trạng còn khá là đẹp luôn anh em nha. Này, cây kìm nó có cấu tạo 3 lỗ nha. Đây, đây và đây ha. Đấy, hình thức anh em thấy khá là đẹp luôn ha. Anh em nào mình thích sưu tầm những cái sản phẩm của nhà Snap-on mình có thể tham khảo qua cây kìm này nha. Chiều dài của kìm em đo được là 21 anh em, 21 cm ha. Hơn một tí tại vì nó có thêm cái phần mũi nhọn này nè. Đây, của phần cán ha. Đây, hình thức khá là đẹp luôn. Cái phần bao tay này rất là dài anh em, bao tay dài rồi anh em cầm cảm giác khá là êm luôn, êm tay lắm anh em nha. Này, anh em có phần cón nhẹ tí nha. Đây. Rất là chắc chắn luôn, không có trơn tuột gì hết anh em ha. Đây, ký hiệu của nhà Snap-on này, USA. Cái này thiết kế phần kìm này, phần hàm của nó này, nó hơi lạ nha, em sẽ quay kỹ hơn cho anh em ha. Đây, cho anh em mình để vào cái lỗ ở giữa này, thì lúc này nó có cái hình dạng như thế này nha nè. Và anh em mình để vào lỗ tiếp theo này, đây, lúc này hàm nó sẽ mở ra như thế này nha. Bên trong hàm này nè, đây, khá là đẹp luôn. Và thiết kế của nó phục vụ cho công việc gì thì thật sự là em cũng chưa tìm hiểu qua nè, em chưa tìm hiểu kịp ha. Đó, thì em thấy cái kích thước cũng như cái hình dáng nó như vậy nha, và nó thiết kế 3 cái lỗ như vậy. Đó, đấy, anh em thấy phù hợp với công việc của mình, anh em ủng hộ ha. Hoặc là anh em thấy nó khá là đẹp, nó lạ nè, anh em có thể mua về sưu tầm cũng được ha. Mã số 18, clip số 16 ạ, giá là 800.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 19. Tiếp tục là một cái sản phẩm của nhà Snap-on luôn nè. Snap-on ha. Đấy. Cây này là cây kìm cắt anh em. Hình thức cũng còn khá là mới đẹp luôn anh em nha. Chiều dài của kìm anh em đo được là 19 cm ạ. Phần cán của nó ha, phần cán của nó cũng được bọc cái lớp cao su khá là dày luôn nè. Và rất là mềm nha, anh em cầm rất là bám tay luôn ạ. Có cái màu đỏ cam khá là nổi bật luôn. Này, phần lưỡi đây nè. Xem phần lưỡi này, khá là ok luôn nha. Đấy. Đối với cái dạng kìm này nè, nó sẽ có cái thiết kế của nó là ở trên khít và ở dưới nó hở nhẹ nha. Đây, anh em mình thấy đây. Chứ không phải là hàng đã qua sử dụng rồi nó lỗi đâu anh em nha. Lỗi mẻ gì không phải nha. Mà em thấy cái thiết kế của nó như vậy nè. Đây. Ở trên thì nó khít để cho anh em mình cắt những cái dây điện nhỏ nha. Và dưới nó có cái phần hở nè. Có thể là mình dùng mình cắt thép hoặc là mình cắt gì đó nè. Nó lớn hơn nha. Đấy, thì em thấy cái thiết kế của nó như vậy anh em nha. Hoặc là anh em có thể tham khảo qua cái dòng sản phẩm mới nó như vậy luôn ha. Đó, hình thức khá là đẹp luôn anh em. Anh em mình mua về sử dụng hoặc là sưu tầm đều ok nha.
Rồi, anh em chốt hàng báo giùm em mã số 19. Clip số 16 ạ, giá là 700 nghìn. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 20. Đây. Tiếp tục về một cái bộ đai an toàn cho anh em ha. Đây, một bộ đai an toàn của Nhật, bao gồm một cái móc tự động nè và một cái sợi dây đai nha anh em, dây đai thắt lưng ha. Đây, nó hai chi tiết như vậy anh em nha. Rồi, đầu tiên em giới thiệu anh em là cái đai thắt lưng trước này nè. Này. Chất liệu bằng titan này nè, nên anh em cầm khá là nhẹ tay ha. Đây là cái khóa này. Đây. Ok nha. Thông tin của nó anh em có thể tìm hiểu thêm nha. Đây anh em có thể chụp màn hình lại này. Dây khá là đẹp luôn. Rồi. Em đo kích thước của dây này nè. Khi mà em gấp làm hai lại này thì em đo lúc này thì khoảng là 60 cm. Như vậy em nhân 2 lên thì nó được là 1m2 nha anh em. Đấy, cái vòng bụng là 1m2 nha. Đấy, rất là to luôn. Và nó phù hợp với hầu hết các cái vòng bụng, size bụng chung của người châu Á nha anh em. Thì khoảng 1m2 đổ lại thôi. Đấy, là anh em mình sử dụng vừa rồi ha. Rồi, đây là một cái móc tự động anh em. Đây, một cái móc tự động ha. Thiết kế như thế này nè. Anh em mình sử dụng thì mình để cái dây đai này này vào ba cái vị trí này giúp em. 1 này, 2 này, 3 này. Đó. Đó. Anh em xem các cái chỗ mà anh em móc vào này rất là chắc chắn luôn, không có dấu hiệu bể nứt gì ha. Và phần nhựa của nó này khá là cao cấp luôn nha, chịu được lực rất là tốt luôn anh em, lực chịu nhiệt tốt ha. Anh em thấy này, nó có những cái dấu hiệu như trầy này, đấy, trầy những cái lớp tem này hoặc là trầy xung quanh thôi, tuy nhiên sẽ không có dấu hiệu nứt bể ở đây nha anh em nha. Đấy. Em quan sát kỹ ha. Nhựa khá là cao cấp luôn anh em. Anh em có thể được thấy được các cái chi tiết bên trong nè. Rồi. Này là cái phần nó hỗ trợ nè. Phần hỗ trợ giống như là khi mà anh em mình có một cái vấn đề gì đó xảy ra. Thì cái ở cái vị trí này nó là một cái đoạn dây đai anh em. Nó là một dây đai, đoạn dây đai. Nhưng mà nó có thiết kế dạng thun á nè, dạng thun á, để nó giảm cái áp lực khi mà anh em mình có vấn đề gì xảy ra nó sẽ bong ra ha. Nó dự phòng nó bong ra. Và nó giúp cho cái phần tác động cái lực lên cái dây đai này, cái dây đai thắt lưng này anh em nè, nó nhẹ lại để nó đảm bảo cho cái vòng bụng của anh em ha, cũng như là cái các cái đốt sống lưng của anh em á. Đấy, nó giảm trấn anh em, kiểu như mà nó giảm trấn á ha. Những cái bộ đai an toàn á mà nó cái móc tự động này mà nó còn cái này anh em, là chứng tỏ là nó chưa xảy ra cái vấn đề gì hết, nó còn nguyên vẹn anh em nha. Rồi, đây là cái phần móc anh em. Tình trạng còn khá là mới luôn ha. Rất là cứng cáp luôn. Anh em mở móc này thì anh em mình nhấn cái vị trí này giúp em ha. Đây, lúc này nó sẽ tự động nó bong ra được nha. Rồi, khi anh em không nhấn cái vị trí này này thì lúc này cái móc của mình được khóa chặt, anh em không có đẩy vào được nha. Đó. Rất là cứng cáp luôn anh em ha. Rồi, anh em xem cái phần dây đai luôn ha. Ok nha nè, không có dấu hiệu bị rách hay nứt gì ha. Rồi, ở đây nó sẽ có cái
cái tự động này nè, nó sẽ có hai cái chức năng. Chức năng đầu tiên nè là nó chống rơi nha, là nó giống như cái đai đai an toàn trên xe ô tô của anh em á, khi nó tác động một cái lực mạnh vào thì nó sẽ giữ lại tại cái vị trí đó nha. Nè, em ví dụ ha, em tác động một cái lực giả này đó, thì nó sẽ giữ lại ngay vị trí này, nó không để cho anh em mình rơi quá sâu ha. Còn nếu mà anh em để vào một cái lực bình thường thôi, anh em kéo ra bình thường luôn ha. Đó. Tuy nhiên khi anh em mình tác động cái lực bất ngờ, giữ lại liền anh em, rất là nhạy luôn nha. Rồi, tính năng thứ hai anh em là cái tính năng thâu dây nhanh, là lúc này anh em mình xả dây ha, xả hết cái phần dây của nó ra nè. Rồi, anh em mình thâu lại này, thâu rất là nhanh luôn. Tình trạng mà hoạt động rất là ok, ngon lành. Một cái bộ ha, một cái bộ đai an toàn. Đây ạ. Đấy, chức năng của nó thì em có giới thiệu sơ qua ha. Anh em nào mình không rõ phần nào, mình cứ liên hệ qua số điện thoại của em để em giải thích thêm nha. Mã số 20, clip số 16. Giá của bộ này là 450.000. Rồi, trường hợp mà anh em mình mong muốn cái sự an toàn nó cao hơn nữa nè, đó, thì mình có thể trang bị cho mình thêm một cái móc này, một cái móc rời nha. Một cái móc này thì nó không có cái tính năng tự động anh em, nó là một đoạn móc, cái này anh em gắn vào cái dây của mình này, gắn vào dây của mình ha. Rồi, nó là một cái giống như dây thừng anh em, mà nó thiết kế rất là nhẹ, rất là nhẹ và chắc nha. Đấy. Một cái móc ha. Đây. Này là những cái giấy phản quang á này. Đấy, để cho nó dễ nhận thấy, hoặc là trong tối thì cũng dễ thấy hơn thôi nè. Trong cái điều kiện lao động của mình ha. Nhiều khi có những cái này nó sẽ hỗ trợ cho anh em rất là nhiều trong quá trình tìm kiếm cũng như là xác định vị trí nha nè. Tình trạng cũng khá là mới luôn ha. Đây, anh em muốn mở được thì anh em phải nhấn phần này giúp em. Đây, ok ha, rất là chắc chắn luôn ạ. Cái phần móc này thì em đo được chiều dài của nó ha. Em gặp đôi lại nè, em đo được khoảng là 55-56 nè. Như vậy chiều dài của nó khoảng tầm 1m1 nha nè. Ở vị trí này nó cũng dán cái keo phản quang thôi. Anh em không thích thì anh em mình cứ xé ra ha, không vấn đề gì cả, không bị hư hỏng gì dây trong này đâu nè. Đây, đây, đảm bảo cho anh em là ok nha. Rồi, một cái móc rời như thế này thì em đang bán với giá là 100.000 nha nè. Mã số 21 ạ, giá 100.000. Anh em mình mua trang bị thêm nha. Đi ra mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 22. Đây, tạm thời em di chuyển này qua một tí nè. Tại vì cái cảo này khá là lớn nè. Đây. Một cái cảo của Mỹ anh em nha, một cảo hai chấu của Mỹ. Hãng AB nha nè. Đây. Khá là to luôn anh em nha. Anh em nào mình đang quan tâm đến những cái cảo lớn này, đó, chất thép thì cực kỳ cứng cáp luôn. Anh em mình tham khảo qua cái sản phẩm này. Đây là cảo hãng AB nè. Anh em sẽ thấy cái ký hiệu của nó trên cái phần thân cảo này. Anh em đợi em tí nha. Đây, nó chỉ ký hiệu là AB như thế này thôi. Đó. Anh em mình có thể tìm hiểu thêm các cái dòng cảo của hãng AB này. Đấy, nó khá là nhiều dòng luôn và rất là chất lượng luôn anh em nha. Đấy. Nó là hàng sản xuất nội địa nè, nó sản xuất ở nội địa nên là cái hãng của nó nhiều khi nó không có quá, không có quảng cáo nhiều quá nè. Nhiều khi anh em mình không có biết được đến cái hãng này, tuy nhiên anh em mình có thể tìm hiểu thêm ha, mình tìm hiểu thêm thì mình thấy được những cái hãng sản xuất nội địa này người ta làm rất là chất lượng luôn nha.
nên em thấy dày dặn ha. Các cái chất thép rèn anh em, rèn nè anh em thấy nè, rất là cứng cáp luôn và rất là nặng anh em. Hiện tại cái cảo này nè, cân nặng của nó hiện tại đang là 5,2 kg anh em, rất là nặng nha. Ở đây em sẽ đo một số cái thông số cơ bản cho anh em mình nắm được luôn nè. Phần trục của nó là em đo được là 32 cm ạ. Rồi, các cái ren rất là mịn luôn anh em. Cho anh em mình cảo nó nhẹ nhàng ha. Rất là mịn luôn. Và các cái ren không bị dập anh em, không bị dập nha. Đó, anh em mình yên tâm về nó ha. Đấy. Anh em mình vặn ra vặn vô rất là nhẹ nhàng nha. Rồi, đối với cái phần mấu cảo này này, chiều dài của mấu cảo cũng là 32 luôn anh em nha, 32 cm luôn. Và này nó có hai lỗ để anh em mình điều chỉnh nè. Khi anh em mình cảo những cái hàng lớn á thì mình chỉnh lên cái lỗ trên này, hoặc là anh em mình cảo những hàng nhỏ thì anh em mình sơ dịch cái vị trí nó xuống ở vị trí này ha, thì nó sẽ gọn gàng lên anh em ha. Này, anh em xem các cái mấu cảo của nó này, rất là sắc luôn ạ. Mà anh em mình đang sưu tầm những cái cạo Mỹ này, anh em mình đang sưu tầm những cạo Mỹ dòng AB này. Nếu mình chưa có cái size lớn này thì mình có thể tham khảo qua con này ha, ủng hộ em. Cây này khá là đẹp luôn, anh em mình mua về sử dụng hoặc là sưu tầm đều đẹp ha. Này, các cái chi tiết của nó, các con ốc của nó là zin luôn anh em, zin đi kèm sản phẩm luôn ha. Chưa qua lai tạo hay là sửa chữa gì. Đấy. Rồi. Mã cảo này là mã số 22 trong clip này nè, 22 trong clip này ha. Khá là nặng luôn. Cái tem của nó bị bay mất rồi anh em ơi. Đây, mã số 22 ha, trong clip số 16 này. Anh em nào đang quan tâm mình có thể là báo giùm em mã số 22 clip số 16 nha anh em. Và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Cảm ơn anh em chú bác mình đã quan tâm theo dõi ha. Mình thấy món hàng nào ưng ý phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc là sưu tầm của mình, anh em ủng hộ em nha. Đây là thông tin của em để anh em mình chốt hàng ha. Cảm ơn anh em ạ.